tiếp nối truyền thống, tương thân, tương ái, lá lành, đùm lá rách mà công ty dược phẩm Tâm Bình đã triển khai trong nhiều năm qua. Rất nhiều phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết thực, tiền mặt, chăn ấm, áo khoác, bò, tivi, quà Tết, các suất học bổng đã được trao tặng cho nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng cao, bà con dân tộc vùng sâu vùng xa trên khắp cả nước. Năm nay, nhân dịp Tết đến xuân về, công ty dược phẩm Tâm Bình lại cùng nhau gây quỹ từ thiện bằng nhiều hình thức như mở gian hàng gây quỹ từ thiện, kêu gọi quyên góp tiền, gạo, quần áo cũ, chăn màn và cùng nhau tự tay chuẩn bị các phần quà Tết để mang tới cho người nghèo. Địa phương được Tâm Bình chọn đi từ thiện lần này là huyện Thanh Miện, một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Hải Dương. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tại đây, công ty dược phẩm Tâm Bình kết hợp cùng tạp chí Người Làm Báo thuộc Hội Nhà Báo Việt Nam đã trao tặng 100 suất quà cho 100 hộ gia đình nghèo, đối tượng chính sách, người cao tuổi. Trong đó, 20 suất quà có phong bì tiền mặt 4 triệu đồng. Các phần quà còn lại đều là những nhu yếu phẩm cho dịp Tết như bánh mứt kẹo, mì chính. Đây thực sự là những phần quà ý nghĩa dành tặng cho người nghèo Thanh Miện trước thềm Tết Nguyên Đán Bính Thân. Thế nên là chúng tôi rất là phấn khởi và trân trọng cái tình cảm của công ty dược phẩm Tâm Bình dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo nói chung, trong đó có Thanh Miện. Đây là một cái tình cảm rất là tốt đẹp để tri ân những gia đình chính sách và giúp đỡ một phần cho những hộ nghèo, đặc biệt là trong cái dịp Tết đến xuân về. Tôi rất là trân trọng cảm ơn và cũng mong muốn là trong tháng tới thì công ty tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp dành cho người nghèo, dành cho gia đình chính sách để giảm bớt đi những cái khó khăn. Cũng trong chuyến đi này, đoàn từ thiện đã đến thăm và trao tặng 10 triệu đồng, 2 suất quà Tết cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác như chăn ấm, quần áo, gạo cho hai hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiệt thòi là gia đình chị Trần Thị Mến ở khu 2 thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc và gia đình ông Đoàn Quang Nhiễm ở thôn Quàn, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Các phần quà tuy không lớn nhưng cũng đã góp phần làm vơi bớt sự khó khăn, thiếu thốn và nỗi bất hạnh của hai gia đình có hoàn cảnh đáng thương này. Năm nay thì công ty chúng tôi tổ chức tặng quà Tết cho bà con các hộ nghèo, gia đình chính sách ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Thì đây là một cái cuộc chung tay góp sức của tất cả cán bộ công nhân viên và anh em rất là hồ hởi và ai cũng chung tay đóng góp, người thì chăn, thì người thì quần áo, người thì màn, người thì tiền, người thì đóng góp gạo. Cho nên là chúng tôi đi đến đây chúng tôi thấy là cái tấm lòng của mình cũng đã đến được với bà con và bà con rất là vui khi nhận được những cái quà Tết như thế này. Chuyến đi từ thiện đến với người nghèo cả nước là hoạt động thường niên của công ty dược phẩm Tâm Bình mỗi dịp Tết đến nhằm chia sẻ với cộng đồng theo phương châm xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội. Hy vọng những phần quà nhỏ sẽ góp phần mang hơi ấm của mùa xuân, hơi ấm của tình người đến với những cảnh đời kém may mắn để mọi người đều được đón một cái Tết đầm ấm sum vầy.